cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã yêu mến chương trình mà ngồi trước màn ảnh nhỏ tối nay để xem chương trình Nhanh Như Chớp. Ngày hôm nay, như thường lệ, vẫn là hai đội chơi. Họ là những đội thắng ở những vòng trước và đến đây ngày hôm nay để tìm ra đội thắng duy nhất bước vào vòng trong. Hôm nay toàn là gây cái gì? Gừng cay không bạn ơi? Nói lại đi cưng. 2, 3. Hôm nay toàn là gừng cay. Là sao? Ý em sao? Gừng hay là gừng càng da càng cay. Em sẽ nhận được một số lời chỉ trích và những cái liếc mắt khi họ xuất hiện. Đội đầu tiên xin giới thiệu Dương Lâm, Anh Long Nhật và Quách Ngọc Duyên. Gừng càng già càng cay. Dạ. Tức là em nói ai già? À, Long Nhật biết rồi, hỏi chi làm khó người ta quá vậy. Mời đội tiếp theo luôn. Dạ. Đội tiếp theo sẽ là Cây Trần và Nhung Kumiho và anh Vũ Hà. Một, hai, ba, chào các cô, các chú đi con. Dạ. Chào mấy chú. Dạ con chào mấy cô, mấy chú. Dạ chúng em, chúng con xin chào một cô và bốn chú. Hôm nay chúng em đến đây đây chơi á là cho vui thôi. Tại vì ba đứa con á mà cộng tuổi vô không bằng một tuổi của một chú. Cảm ơn hai đội đã đến để tham gia chương trình. Ngày hôm nay sẽ tìm ra một đội giỏi hơn để bước vào vòng trong. Xin mời hai đội vào vị trí. Nói chung luật là như cũ thôi, khán giả cũng đã hiểu rất là nhiều. Tuy nhiên mình nói thêm để cho mọi người phấn khích về số tiền, rồi mình chắc chắn về luật để mình chơi thôi. Dĩ nhiên trong nghệ sĩ mà lúc nào cũng phá luật hết trơn. Dạ. Nhưng mà chúng tôi có những cái sự ràng buộc. Ví dụ như nhắc, chúng tôi không công nhận cái đáp án đó và sẽ quay về vị trí ban đầu là vị trí số 0. Chơi vui thế mà, đâu quan trọng chuyện tiền bạc đâu. Thì bên kia đâu quan trọng kìa. Không, anh về Vũ Hà là những cái người nghệ sĩ của ngày xưa. Đấy. Mình đến về nghệ thuật, về game show, về phục vụ khán giả là chính. Đấy. À, cái tiền bạc là 10. Đó, rồi. Kính thưa quý vị thân mến, trước khi đến với cặp chơi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, Nhanh Như Chớp. Và trước khi vào vòng đầu tiên thì chúng tôi sẽ giới thiệu một nhân vật rất quan trọng trong chương trình của chúng tôi. Đó là quý ông tia chớp Trần Anh Huy. Yeah. Wow. Đúng là một quý ông. Rất liệt lạ. Một soái ca mập. Nói một câu khẳng định đẳng cấp và vị thế của mình. 2, 3. Tôi mập thiệt. Quý ông tia chớp không mập, đẹp. Em thiếu rồi, không mập, đẹp, nhạt. Bây giờ hãy cử một người đầu tiên thông minh, lanh lẹ, hài hước, vui vẻ bước lên ghế này. Bây giờ đội của chúng ta hôm nay đi thi chỉ vui thôi. Chính xác. Con cứ lên trước đi. Cây Trần và Quách Ngọc Tuyên, ai lên trên ghế trước? Mai dạ. Ý em sao? Dạ ý em. Em lên dạ. Trước được không? Dạ sao đi trước. Thôi ok. Vui là chính hả? Vui là chính. Nhưng mà tiền vẫn là 10. Quách tôi xì cho con bằng. Vậy ba. Dạ. Thấy chưa? Quách Ngọc Tuyên thắng, trường nhà quyết định, lên ghế luôn. Sao không được dễ mà. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng Quách Ngọc Tuyên nhanh như chớp. Câu đầu tiên, trứng ốp la khác với trứng ốp lết chỗ nào? Ốp la là mình không có bỏ gia vị vô, mà mình đập cái mình chiên thôi. Ốp lết thì mình phải đánh vô. Chính xác. Trời ơi. Tên gọi khác của quả thơm là gì? Quả dứa. Chính xác. Trời dễ quá.
Quả gì ai cũng sợ ăn trúng? Quả gì ai cũng sợ ăn trúng hả? Quả bơm. Quả bơm. Trên thế giới này không ai ăn trái bơm, trái mịn trơn. Không chính xác. Nó cũng là một loại quả mà. Đáp án của chương trình là gì? Là quả báo, hoặc là quả tang, hoặc là quả độc. Câu tiếp theo. Loại bầu nào chỉ để ngắm mà không để ăn? Quá dễ. Cái gì cho họ hỏi là câu hỏi thế? Loại bầu nào chỉ để ngắm mà không để ăn? Quá dễ luôn á. Bầu nào chỉ để ngắm không để ăn? Bầu bì. Đúng rồi. Chính xác. Câu thơ cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu là câu thơ nổi tiếng của tác giả nào? Ai cũng biết luôn. Thêm câu nữa nè. Người ta phù hợp hoặc thờ ơ chẳng biết. Đó, bonus đó. Đấy. Cho rất nhiều nhưng dần dành bảo nhiêu, người ta phù hợp thờ ơ chẳng thời biết. Gian đang trôi qua nha anh. Cho rất nhiều cho. Cái gì ở ngoài hàng mặt tử là không phải rồi. Không nhớ thì anh nói đại xong anh trả lời câu khác. Xuân Quỳnh luôn đi. Không, chính xác. Xuân Diệu hả? Xuân Diệu, đúng chính xác. Trời ơi. Con gì sinh ra đã được làm vua? Con gì em? Biết vua gì nói. Con Kinh Công. Không, chính xác. Kinh là vua đó. Đó là con cua hoàng đế. Ôi, trời, đúng rồi gì nữa. Đúng mà. Đúng rồi. Ok, đúng. Cái này quá dễ luôn. Trong bài hát Úp Lá Khoai có bao nhiêu cái chồng chấm? 12 chồng chấm. Chính xác. Cũng trong bài Úp Lá Khoai, các bạn nhỏ mặc áo màu gì? Mặc áo trắng, áo đen. Không, chính xác. Ủa? Trắng, đen, tím và xanh. Trái lệ chi là tên gọi khác của trái gì? Trái gì? Lệ chi. Lệ chi. Trái lệ chi tên gọi khác của trái lệ gì? Lệ chi. Trời ơi, dễ quá mà. Trái lệ chi. Bí mật vườn lệ chi chưa? Hở, trái này ăn đau họng chết luôn á. Trái gì? Sầu riêng á. Trái vú sữa. Không, trời ơi. Trái gì Lâm? Trái vải. Trái vải. Vải. Sao tôi ngôn dữ gì ta? Dãy núi nào dài nhất thế giới? Dài chứ không phải là cao nha. Cao là gì Lâm? Núi Bà Đen. Núi Bà Đen. Núi Bà Đen. Dài nhất thế giới là dãy núi nào? Tây Ninh. Tây Ninh. Không, bà đây ăn nha, bà đây ăn. Đó là gì nữa? Andes. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Cái gì, cái gì? Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Tới chơi á. Nhà tăng lễ. Trời ơi. Nhà băng. Nhà băng, chính xác. Trời, nhà băng là ngân hàng đó. Như vậy là Quách Ngọc Tuyên sau 2 phút mang về được tất cả là 2 đáp án đúng liên tiếp. Chúc mừng. Quá tài. Nhưng mà trái táo trái bom là đúng rồi, tự nhiên à. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Khê Trần. Nhiệm vụ em vô cùng đơn giản, vượt qua 2 câu là thắng anh Tuyên. Anh thấy ghê lắm, mới được 2 câu thôi. 2 câu hả? Em thấy nguy hiểm quá, chắc rất là khó. Cố lên. Lên ghế, xin mời. Vâng, Khê Trần đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trứng ốc la khác trứng ốc lết chỗ nào? Nó chỉ khác thôi. Nó chỉ khác cái tên thôi. Nó cái chỉ tên khác này biết khác em. Không, chính xác. Trứng ốc la thì cứ ra là nó để nguyên là trứng ốc la, còn trứng ốc lết là tách vô á. Rồi câu hỏi tiếp theo. Tên gọi khác của quả thơm là gì? Khóm. Chính xác. Quả gì ai cũng sợ ăn trúng? Quả gì ai sợ ăn trúng? Quả lụ mìn. Quả lụ mìn. Lụ mìn, lụ mìn. Nó lụ mìn luôn không? Lụ mìn luôn á. Anh em mình giống nhau rồi đó. Không, chính xác. Không, chính xác. Đáp án là quả báo, quả tang hay là quả đậu. Ủa, anh cũng giống em á. Rồi câu hỏi tiếp theo. Loại bầu nào chỉ để ngắm mà không để ăn? Bầu nào để ngắm hả? Bầu bầu trời. Chính xác. Wow. Em Khay Trần hồi nhỏ học có giỏi không? Học giỏi, dạ cũng khá. Ồ, ok.
câu thơ cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu là câu thơ nổi tiếng của tác giả nào? Đọc lại chị. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Tác giả Hồ Quỳnh Hương. Hồ Quỳnh Hương. Trời ơi. Không chính xác. Cái gì? Hồ Quỳnh Hương. Đáp án là Xuân Diệu. Tức không? Câu hỏi tiếp theo. Con gì sinh ra đã được làm vua? Con gì sinh ra đã được làm vua? Đúng rồi. Con ông Hoàng thượng. Không chính xác. Hoàng thượng mà kêu con. Trời ơi, sao? Cua hoàng đế, trời ơi. À, cua. Khi Trần có biết bài Úp lá khoai không? Úp lá khoai, dạ, hồi nhỏ có đọc sơ. Có bao nhiêu cái trong trống? Dạ, 12 cái trong trống. Chính xác. Hồi hộp quá. Cũng là trong bài hát đó. Các bạn nhỏ bận áo màu gì? Cái này khó nè. Trời ơi là trời. Muốn bận gì bận? Trời ơi, nhắc hả? Có thể là màu trắng. Có thể. Rồi gì màu nữa? Màu trắng, màu đen. Rồi. Anh đọc nguyên bài đi. Anh đọc đi. Màu trắng, màu đen. Hát đi. Có thuộc đâu hả? Anh thuộc không? Anh thuộc không? Không chính xác. Thôi đi. Đáp án là trắng, đen, tím, xanh. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trái lệ chi là tên gọi khác của trái gì? Trái vải. Chính xác. Anh biết nữa. Cái này khó nè. Dãy núi nào dài nhất thế giới? Dãy núi nào dài nhất thế giới hả? Hoàng Liên dài Sơn. Dài nha, không phải Trường cao Sơn. Nha. Dài. Trường trả lời dài đi cho hết. Dài núi là Everest. Không chính xác. Tại sao em cứ lên em cứ xuống hoài vậy trời? Đáp án là dãy Andes. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Trời, nhà bác. Chính xác. Theo truyền thuyết, ngựa của ai phun lửa đầy đồng? Con gì vậy? Theo truyền thuyết, ngựa của ai phun lửa đầy đồng? Thanh giống. Chính xác. Trong truyện Thanh giống nhổ bụi tre ở đâu? Ông muốn nhổ đâu, ông nhổ. Không, chính xác. Không, chính xác. Ủa, cái này bằng điểm đúng không? Bằng điểm là được rồi. Đáp án là ven đường. Như vậy là Khi Trần đã đúng đáp án liên tiếp. Hai câu.